Bảo tàng kết nối số, cách tiếp cận mới, công chúng mới là chủ đề mà Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế đã đưa ra nhân ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5 năm nay. Mục tiêu nhằm khuyến khích các bảo tàng áp dụng công nghệ để tăng tính hấp dẫn của hoạt động trưng bày. Trong những năm gần đây thì nhiều bảo tàng tại Việt Nam đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, mang đến nhiều cách tiếp cận khám phá cho công chúng tham quan. Bằng công nghệ hologram, chiếc cống nhỏ bé, vật dụng cho chim ăn trong hoàng cung đã không còn câm lặng. Câu chuyện về thú chơi chim cảnh của người xưa được tái hiện, vừa cao sang lại bình dị. Ở một góc khác, nền móng bức tường thành được khai quật từ thời nhà Lý đã được mô phỏng bằng công nghệ mapping, giúp khách tham quan mường tượng về cuộc sống của kinh thành Thăng Long xưa. Đây chỉ là hai trong nhiều câu chuyện được tái hiện bằng công nghệ tại khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất nhà Quốc hội. Có công nghệ thì mọi thứ nó trở nên sống động hơn, thay vì là vào mọi thứ như kiểu là một cái không gian chết, nó không có tương tác với người dùng thì tất nhiên là sẽ buồn. Còn giúp đỡ người dùng thì ta có thể tưởng tượng một cách rõ ràng hơn. Chỉ mất ít phút, có thể khám phá mọi ngõ ngách của Hoàng cung Huế. Chuyến du hành vượt thời gian này là sản phẩm du lịch mới lạ với công nghệ thực tế ảo vừa ra mắt tại khu di sản Huế. Trong khi đó, cách diễn giải lịch sử hoàn toàn mới bằng công nghệ trình chiếu và tương tác đã được áp dụng trong trưng bày từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập, mở cửa dịp lễ 30 tháng 4. Giáo sư Nguyễn Văn Huy cho rằng những sáng tạo trong bảo tàng đã tạo cả ấn tượng thị giác và cảm xúc cho người xem. Cảm xúc là cái đích mà bảo tàng muốn đạt tới để mà cho người xem có một cái cảm thụ và người xem có một cái sự đồng cảm với những cái câu chuyện mà mình được nghe và mình được thấy. Ứng dụng công nghệ tiên tiến đang góp phần hình thành nên hệ thống những bảo tàng thông minh theo xu hướng của thế giới. Đây cũng là cách tiếp cận nhanh nhất với lớp công chúng trẻ khi mà nhiều bảo tàng hiện nay vẫn rất buồn tẻ và đơn điệu.